Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật video mới nhất từ mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn KIC dự án Hy nha các bạn. Để sau này các bạn có thể rút token Hy này về với chocolate của tất cả các bạn đem lên sàn Uniswap các bạn bán nha các bạn. Thì mình cập nhật lại chút xíu các bạn. Thì mỗi ngày các bạn vào một claim daily nha các bạn. Thì các bạn rồi sau đó bấm vào một claim, sau nó hiện những cái dòng này, các bạn chọn cho một dòng bất kỳ các bạn, thì các bạn claim được 1.25 Hy mỗi ngày nè các bạn. Thì nó sẽ về là cái trang web Hy của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn đăng nhập trang web Hy của tất cả các bạn vào rồi. Rồi mình hướng dẫn các bạn KYC các bạn. Để KYC các bạn bấm vào một Hy nè. Rồi các bạn bấm vào một withdraw nè. Rồi các bạn bấm vào verify đi down nè. Sau đó bấm vào confirm nha các bạn. Rồi đây thì nó có nhiều hình thức, các bạn verify mail này nọ thì các bạn bấm vào verify ID này nè các bạn. Phản các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue tiếp tục nha các bạn. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản của nó nè. Rồi bấm next nè. Rồi các bạn điền địa chỉ email tất cả các bạn vào nha các bạn. Send code. Rồi các bạn địa chỉ email của tất cả các bạn vào nè. Rồi bấm send code nha các bạn. Rồi nó gửi về một cái mã code về email của tất cả các bạn, bằng mã email của tất cả các bạn ra nè. Rồi dự án Hy nó gửi về mình cái mã code nè, các bạn copy mã code này các bạn, 1647, các bạn chạy về trong web Hy nãy nè. Rồi sau đó các bạn dán cái mã code này vào đây nè. Rồi bấm next nè. Rồi các bạn quay, đưa khuôn hình khuôn mặt các bạn quay gian đó nè các bạn. Bấm vào Amri nè. Rồi các bạn bấm vào Amri, các bạn cho phép camera các bạn. Trong web này không có quyền truy cập cái sổ ghi chú lấy phụ của bạn sau đó. Rồi sau khi các bạn lắc cái đầu theo giống hình bức ảnh mẫu nó, rồi các bạn chọn ID passport nè, ID card nè. Bạn lấy xe các bạn chọn ID card nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn up lên một cái giấy chứng minh nhân dân mặt trước và giấy chứng minh nhân dân mặt sau nha các bạn. Các bạn chọn gỡ lên bức ảnh chứng minh nhân dân mặt trước với chứng minh nhân dân mặt sau mà bấm next các bạn. Sau đó đây thì gì, các bạn chọn quốc gia Việt Nam giúp mình nha các bạn, Việt Nam. Rồi bấm next nha các bạn. Rồi bấm next. Verify mail hình sao phía xong, gì là xong, bấm continue. Như vậy là mình xác minh tài khoản xong nha các bạn. Nó sẽ nhận cho bạn trong vòng 24 giờ. Ok, sau này nó sẽ token này nó sẽ unlock hết thì cho tất cả các bạn rút hết, thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn rút về và bán sau nha các bạn. Vậy video hôm nay đến kết thúc, mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.